Xin chào các bạn, mình có một số cây đế vương mình trồng ở dưới đất và một số ionium mình trồng ở dưới đất luôn, nhưng mà mấy cây đế vương này nó không có khỏe lắm các bạn ơi. Thì chỗ này đất cũng không có được tốt lắm. Mình sẽ nhổ nó, mình đem về nhà mình trồng vào chậu nha. Mèo cầm cái máy giùm được không mèo? Một tay quay phim, một tay nhổ khó quá các bạn ơi. Phải nhờ ông xã mình quay phim thôi. Sedum ở đây nó mọc tốt quá chừng luôn các bạn. Ở đây á, mình lúc mình trồng có một tí xíu, bây giờ nó lan ra quá chừng luôn. Rất là dễ trồng luôn. Mèo cầm cái máy giùm đi mèo. Em lấy mấy cây này về để đi. Cầm cái máy. Ngồi xuống. Đưa cái đít ngay mặt thôi. Không, anh thấy chỗ này không? Thấy nguyên cái đít nó bự thì bự. Thấy không? Mà không có dày cơm hay mỏng cơm á. Không. Mấy cây này nó cắm dữ này. Mà không có đủ chất. Thúi luôn rồi. Thúi rồi. Đây, anh thấy cây này không? Thấy không? Thấy trong cái máy không? Thấy không? Đó, đưa cái đứt nữa.
sau khi mình trồng lại trong chậu 3 tháng đi các bạn. Mấy cây đế vương này nó rất là khỏe luôn. Mình để phơi nắng, phơi mưa, phơi kiểu gì nó cũng không có sao hết các bạn. Khỏe lắm luôn. Và bên đây, cây bên này có cây củ dền nữa các bạn, nó mọc ở đây nữa. Mình trồng đất thịt đó, toàn là rau với đầy cỏ, nó mọc nhiều lắm luôn. Đây, mời các bạn coi cây này nha. Em ấy đã có con luôn rồi. Đẻ con luôn rồi, qua bên này nữa. Mình trồng trong cái chậu to á. To lắm luôn. To lắm luôn các bạn ơi. Hôm rồi mưa quá trời luôn mà vẫn không có sao hết. Mấy cây đế vương này nó khỏe ghê luôn. Những cây đế vương khác á thì nó có thể nó chết, nhưng mà cây này nó không có chết. Phơi nắng phơi mưa. Còn mấy cây sidum mình để ở đây nên rất là tốt luôn, quá chừng tốt. Cây này cây baby nè, cũng lớn hơn rồi. Và vẫn còn hai cây nữa. Ồ, còn ba cây nữa, ba chậu nữa. Này quá chừng đẹp luôn. Mấy cây này nó rất là dễ trồng các bạn ơi. Đế vương này rất là dễ trồng. Cây này cũng có baby à. Hai loại này nó khác nhau á các bạn. Cái loại này nó to hơn loại này. Còn loại này nó chỉ, nó xanh nè, nó không có đỏ, nó chỉ có đỏ đỏ tí trên cái lá như thế này thôi, không có đỏ nhiều. Mình để vô chậu mình chăm sóc được kỹ hơn, còn ở trong dưới đất ở bên đó mình không có chăm sóc được, cho nên nó không có được tốt lắm. Cho nên mình đem về nhà mình trồng vô trong chậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye.